Xin chào các bạn. Các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình xin giới thiệu với các bạn cùng bạn để theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình nhé. Đây là cái cây người ta thường gọi là cái cây mà để thổi thổi xôi đấy. Đều để thổi xôi đấy. Nhà mình có công việc gì ấy, thì mình lấy cái cây này mình thổi xôi. Các bạn có nhìn thấy không? Các bạn có nhìn thấy màu cây không? Cây màu xanh này, màu xanh đậm này, nó sẽ là màu đỏ. Còn cái cây màu nó xanh nhạt này, nó sẽ là cây màu vàng. Nhà mình thì không có đất, nhưng mà mình trồng ở trên cái cây, trên cái chậu này. Trồng ở trên cái chậu này, nhưng mà mỗi một lần mình hái đấy, mỗi một lần mình hái cái cây này là nhà mình được một nồi xôi đấy, được một nồi xôi hai màu, màu vàng và màu đỏ đấy. Còn màu trắng thì mình sẽ dùng bằng hạt gạo trắng luôn, mình không phải dùng bằng cái màu đỏ khác cả, mình dùng bằng cái màu cây này. Cây này là nó có tên là cây thổi xôi. Cây này là thổi xôi, nó có màu, nó có hai màu. Và cái cây này là nó có hai loại cây đấy, hai loại cây, một cây màu đỏ và một cây màu vàng. Nhưng mà mình cũng khó trồng lắm, khó trồng, mình nhà mình không có đất mà mình trồng ở trên đây. Cây này nó ưa phải ẩm nhiều. Thế có ẩm nhiều thì nó sẽ ra màu, nó sẽ tốt. Còn nếu mà nó không ẩm, nó khô thì nó cũng không sống được đâu. Cây này khó sống. Mình trồng cũng lâu phết rồi đấy, nhưng mà mới được có một lần thử xôi thôi. Nó cũng tiện mà. Khi mà mình trồng được cái cây này ấy, thì mình không cần phải đi tìm những cái như là quả gấc cũng được, nếu như mà mình có thì cũng được, nhưng mà gấc thì nó chỉ có một mùa thôi đấy. Nhưng mà cái cây này thì nó có quanh năm luôn, nó có quanh năm của nó luôn, mùa nào cũng có, mùa đông, mùa hè, mùa thu, có hết, bốn mùa đều có hết, mình lúc nào mình cần là sẽ có nó. Trồng cái cây này nó cũng tiện, mình cũng thấy tiện nhiều. Bởi vì là nhà mình thì hay thổi xôi để thắp hương. Nhưng mà mình thì cũng thích cái cây này, bởi vì cái cây này là mình cũng thích nó. Nó có nhiều cái tiện lợi cho mình lắm. Hôm nay mình muốn thổi xôi ấy, thì buổi sáng mình ngâm xôi, buổi trưa, buổi chiều là mình sẽ hái lá này. Mình sáng ra mình lên mình hái, hoặc là buổi chiều mình hái xong mình cho vào, mình luộc nó lên xong mình lấy cái nước của nó mình ngâm với gạo đây, mình ngâm với gạo từ sáng đến trưa đi, hoặc ngâm được một ngày thì càng tốt. Nếu mình ngâm một ngày thì cái cây này nó cái màu của nó ấy, nó ra nó sẽ rất là đậm, nó đậm và nó sẽ ăn sâu vào những cái hạt gạo đấy. Nhưng mà cái cây này mình ăn thì nó không có độc hại, các bạn hiểu không? Okay. Bạn hiểu là cái cây này ăn nó sẽ không có độc hại, nó sẽ là cái thực chất của cái lá cây chuyên về thổi xôi. Và cái cây này là các bạn có nhìn thấy không? Các bạn có để ý cái cây này không? Cũng có nơi là có cái cây này rất nhiều, nhưng mà các bạn để ý là đây là cây hai màu nhé, một cây là màu đỏ và một cây là màu vàng, một cây là màu vàng, một cây là màu đỏ. À xin lỗi các bạn, này không, cây này không phải màu đỏ đâu, cây này là màu tím, cây là màu tím. Còn cây xanh nhạt kia là màu vàng. Xin lỗi các bạn, tại vì mình nói nhầm. Cái
cây màu cây thẫm thẫm này, cái cây màu thẫm này là cây màu tím, còn cái cây màu xanh nhợt nhợt này, đấy, xanh nhợt này là cây màu vàng. Đấy. Cây đấy. Một cái chậu nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nấu được nhiều rồi đó. Nếu mà mình cắt cả hai cái màu này thì mình sẽ nấu được khoảng 3 cân gạo nhé các bạn, nấu được 3 cân gạo, 3 cân gạo xôi đấy. Nhưng mà nó cũng nhanh lắm, một lần cắt xong thì nó cũng nhanh lên mà mình chịu tưới vào cho nó là nó cũng nhanh lên. Một tháng thì mình cũng cắt được một lần, một tháng cắt được một lần, mỗi tháng cắt được một lần rửa xôi. Bởi vì là cái chậu này nó cũng rất là nhỏ, nó nhỏ quá cho nên mình chỉ trồng nó được ít đất ấy, nó ăn nó được ít đất nên là nó cũng không nhanh lớn như là mình trồng ở cái chậu mà nó to một tí hay là có cái bãi đất ấy. Nhà các bạn, bạn nào có bãi đất ấy, thì nên trồng cây này để thổi xôi cho nó tiện và nó đảm bảo sức khỏe cũng như là đảm bảo cái lương thực để mình ăn. Nó không phải là lương thực gọi là, nó không phải là phẩm màu các thứ linh tinh đấy, ăn cái lá này tốt lắm. Những người dân tộc ấy nó tìm ra những cái cây này, cây này chính là của dân tộc ấy, chính ra là của dân tộc vùng cao ấy, nó tìm ra được cái cây này để nó nấu ăn đấy là nó kỳ công lắm, nhưng mà nó đảm bảo. Chứ không như mình thì chỉ có ngoài cái quả gốc ra thôi, còn chả biết là lấy cái gì, hoặc là nếu mà muốn lấy xôi màu các thứ thì chắc là sẽ lại phải đi làm bằng cái phẩm. Xôi gốc thì chỉ làm được xôi đỏ thôi đấy, xôi đỏ thôi, nhưng mà xôi màu tím thì chắc chắn là không tìm được. Xôi màu tím thì các bạn phải chắc phải tìm cái phẩm màu tím đấy. Còn màu vàng thì có thể là lấy cây rành rành hoặc là lấy nghệ ngâm vào thì sẽ được, nhưng mà riêng về màu tím thì không có. Nó cây này nó ưu điểm nó là như thế. Cây này đấy, cây này là cây màu tím, còn đây là cây màu vàng. Để giới thiệu lại với các bạn là đây là cây màu vàng. Màu vàng của cái cây này ấy, thổi lên xôi nó đẹp lắm, nó đẹp, nó đẹp hơn cái hoa rành rành để cho vào thổi xôi cơ. Đây là cái màu vàng ấy. Còn cái màu tím này nó tím đậm luôn, nó tím đậm mà tím sâu, nó rất là thoảng, nó rất là khuyến rũ với cái màu xôi này đấy. Nhà mình thổi xôi nên mình có một đĩa xôi ba màu, màu vàng và màu trắng và màu tím, đẹp kinh khủng luôn. Cây này, cây này nó có cả cây màu đỏ nữa, nhưng mà nhà mình chưa tìm thấy cây màu đỏ. Mình nếu mình tìm thấy cây màu đỏ mình cũng sẽ phải tìm một cây màu đỏ, nhưng mình chưa tìm được. Xin chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở video lần sau cùng mình để theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình nhé. Xin chào các bạn. Bye bye.